À, tắt này. Rồi này. Đi. Đó. Cái này thì công tắc nó công tắc đôi, còn cái tin thì thường thường nó có một tắc một cái cặp, đúng không? Xin chào tất cả anh em, mình là Thiện, nhà Thiện ba đời bán máy móc thiết bị phục vụ anh em. Thì hôm nay chúng mình anh em đây là một con máy cưa xích ha anh em, ở Thiện thì gọi là cưa xăng, thường thường nó cưa xăng, cưa điện rồi cưa pin đó anh em ha. Thì con này là cưa 353 của Husqvarna nha anh em ha, hàng chính hãng của Husqvarna nha. Đó, thì trong một cái thùng như thế này anh em sẽ có là một cái đầu máy này ha, một sợi sơn tăng kèm, một cái tiếp buri ha, một cái răng ba đầu sóc, cái này để ngậm vô gỗ anh em, và một cuốn hướng dẫn rất nhiều sử dụng. Đó là những thứ gì mà trong thùng anh em có ha. Thì một con máy chính hãng anh em nó sẽ có những cái thứ sau đây mà anh em cần quan tâm. Đây, đầu tiên anh em thấy là cái tem của Hu này ha, tem này tem Hu, còn tem này là tem của công ty cổ phần Cầm Dinh ha, nhà nhập khẩu của hãng Husqvarna nha anh em. Đó, thì trên cái tem này thì anh em thấy nó được số seri của máy này ha, bốn số đầu là bốn số năm sản xuất nha anh em ha, 2021 này anh em thấy không, 2021 và 250 1370. Đó, đây là số seri của máy ha. Đây, máy thì nặng 6 kg ha, nặng tầm khoảng 6 kg. Trọng lượng này là chưa làm sơn nha anh em ha. Làm sơn cho nữa thì nó tầm khoảng hơn 7 kg tí, hoặc là 7 kg. Đó. Và sản xuất con này thì đặc biệt sản xuất tại Sweden ha, là sản xuất tại Thụy Điển luôn anh em. Đó, thì một cái máy chính hãng thì nó sẽ một số seri nè ha, một số này. Đây là hai số này. Và sau này có số seri nha anh em. Đây anh em thấy không? Hai số này giống nhau nha. Đây. Ba số này. Đây anh em thấy không? Đó, 21 250 1370 này, ba số, và bên đây nữa là bốn số. Đây, ở chỗ này cái tim cái tim mà đóng lóc của nó sẽ nằm bên này, nó khác với ba số năm nha anh em. Ba số năm thì anh em dễ nhìn hơn, còn này thì nó đóng lóc nằm phía trong này. Đây ha, trong này 2021 này, 250, em hơi khó thấy nhé. Đây ha, đó, trong này có một cái tim và trên này nó có chữ Husqvarna 353 và số seri trên này luôn. Đó, thì cái tim đen này thì thằng 35 và thằng 365 á, nó sẽ đóng ở ngoài này luôn, rất là dễ thấy. Còn thằng 353 thì nó đóng ở trong đó. Đó, thì một máy chính hãng thì những cái số đó nó sẽ trùng với nhau. Có thể thì cái thùng nó cũng có hơi là nó bị lệch anh em, bởi vì thẻ ví dụ như cái thùng mà anh em mới khui ra luôn thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ trùng ha. Còn khi cái thùng mà nhiều khi lấy ra trưng bày á, xong rồi đem một con máy khác bỏ vô cái thùng khác này gửi cho anh em á, thì có khả năng nó bị lệch. Nhưng số seri trên máy này và số trên lóc này, đó, tem dán nha, đây là tem dán nha anh em ha. Trên máy là tem dán này, trên máy là tem dán, và chỗ này là tem thép. Đó, tem thép nó đóng vào lóc luôn thì nó sẽ giống nhau ha, hai cái này thì chắc chắn nó sẽ giống nhau. Đó, còn cái thùng thì có khả năng là lấy cái đầu này bỏ vô thùng kia thì nó có khả năng là nó bị lộn ha. Rồi, thì một con máy chính hãng thì anh em thấy con máy Husqvarna 353 này thì thường thấy ở thị trường ngoài miền Bắc á, anh em sẽ dùng nhiều hơn, còn ở miền Nam thì thấy dùng cái tin nhiều hơn anh em ha. Thì nói chung là cũng tùy thuộc vào vùng miền thôi anh em, tùy thuộc vùng miền thôi. Bởi vì giống như một xóm vậy, một xóm dùng máy Hu hết mà mình đi một con tin như mình dùng thì nó cũng kỳ ha. Thì mình cứ tâm lý thì gần nhà dùng Hu thì mình cũng dùng Hu, hoặc là ngoài miền Nam thì gần nhà dùng cái tin thì cũng dùng cái tin luôn. Đó, thì nó thành ra một cộng đồng luôn em ha, từ một chỗ ra tới nhiều chỗ thành một cộng đồng luôn. Ở miền Nam dùng cái tin nhiều hơn, còn ở miền Bắc thì dùng Hu nhiều hơn ha. Đó, nhưng mà đó là ngày xưa luôn em ha, chứ hiện tại thì công nghệ nó phát triển rồi, internet rồi là chuyển phát rất là phát triển rồi. Thì thời điểm hiện tại thấy ở ngoài Bắc dùng cái tin cũng rất là nhiều, và trong Nam dùng Hu cũng rất là nhiều ha, chứ còn không bao nhiêu ngày xưa nữa. Ngày xưa thì khó mua anh em, bởi vì ngày xưa ví dụ như anh em ở vị trí này thì anh em cùng lắm anh em mua máy trong thành phố hoặc là trong tỉnh của anh em thôi, đúng không? Bữa nay thì anh em ở ngoài Bắc anh em mua, có thể mua hàng ở Nam, và ở Nam anh em có thể mua hàng ở Bắc được rất là dễ dàng ha, chỉ cần 3 ngày thôi là hàng đã tới nơi rồi. Đó, rất là dễ dàng và rất là thuận tiện ha. Nên thời nay thì tiền thấy máy móc thì nó cũng trộn lẫn luôn em, chứ nó không có phân biệt rõ ràng như ngày xưa nữa nha. Đó, rồi lan man nhiều quá, giờ vô thông tin chi tiết của con máy anh em. Thì con máy này thì anh em thấy là máy 353, thì con này nó ở phân khúc tầm trung, nó sẽ dưới 365 một tí, hay công suất của nó sẽ dưới 365 một tí ha. Nhưng anh em đi khai thác keo hoặc là đi khai thác mặt đằng rất là thích hợp luôn, bởi vì cái máy này nó nhỏ gọn, cân nặng thì nó cũng không nặng lắm. Đó, con này không lắm. À đúng rồi, thì trong máy nó tặng kim sợi sơn cho anh em là sợi sơn
của sở sân Rinh của Hu là sở sân này là lam 6 nha anh em. Nha, lam 6. Cái này thì 38 mắt nha. Đây. À 38 mắt sân Rinh của Hu, trong thùng nó có sẵn cho anh em luôn. Đó. Rồi thì hiện tại thì cái lam Hu nó hết hàng rồi anh em ha. Nếu anh em muốn mua thêm lam thì anh em mua thêm lam Oregon á. Oregon ráp vô thì lam xịn của Oregon thì ráp vô xài cũng rất là ok anh em ha. Còn nếu mà anh em này muốn điều kiện hơn mà muốn kinh tế hơn thì anh em ráp lam Trung Quốc xài cũng đỡ ha, để chống cháy cũng được, cũng sao ha. Rồi thì còn về cái thông số kỹ thuật của này thì ở sau cái cuốn sử dụng này nó sẽ ghi rất là rõ đây, đây thì đọc cho anh em nghe luôn nha. Đây à, con này thì dung tích xi lanh là 51,7 cm khối à, dung tích xi lanh nha anh em. Còn đường kính nòng hay là đường kính xi lanh á là 45 ly và hành trình đại dên là 32,5 ly đó, tốc độ không tải tầm 2007 và tốc độ maximum nó là 9000 vòng trên phút và công suất của nó là 2,4 kW ha. Anh em cưa thoải mái ha, cưa này thì nếu mà anh em cưa thì thấy rất là nhiều anh em dùng cưa 353 này đi dùng khai thác mà khai thác gọi là khai thác chuyên nghiệp mà gọi là dữ dội luôn á ha, 353 vẫn đáp ứng được ha, đầy đủ rất là vô tư nha. Còn cái con đời 2020 này 2021 này nè, nó khác với cái đời 2020 á, là anh em nhớ đó là nếu con máy 353 ở đời 2020 thì trong thùng của nó có một cái ốp màu xanh 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 anh em nhớ không, màu xanh xanh da trời đó, thì nó sẽ ốp vào trong phía bên trong áp giật này ha, để tránh bị lạnh cái cục điện, cái cuộn điện và nó bị chống bị đóng tuyết ở khí hậu nước ngoài. Ở nước ngoài nó lạnh anh em, nước ngoài nó cực kỳ lạnh và nó sợ đóng tuyết và đóng băng ở cái cục điện này, cái vô lăng băm lửa này và cục điện ấy, thì nó sẽ có một cái miếng màu xanh xanh đó. Nếu mà anh em mua máy khoảng năm 2020 thì anh em biết cái miếng xanh xanh đó. Thì về Việt Nam mình không có dùng tới đâu đây em ha. Nên cái đời 2021 này thì họ bỏ miếng đó luôn, không có bỏ trong thùng nhà cho anh em nữa ha. Cái miếng đó thì ở dùng nước ngoài rồi anh em. Cái Việt Nam anh em mà dùng vô thì nó sẽ bị thiếu gió nhé. Bởi vì khí hậu nước ngoài nó lạnh, cực kỳ lạnh. Thì nó cũng không cần gió nhiều lắm để làm mát cái máy ha. Nhưng ở thứ ở Việt Nam mình nó nóng, khô và hanh nên phải lấy gió thật là nhiều để cho cái máy nó đạt hiệu quả tối đa ha. Đó. Còn về con này thì chắc anh em nhìn nó cũng trẻ là lạ gì nữa ha. Đây, công tắc phía sau này thì công tắc của nó là công tắc kép nha anh em ha, công tắc đôi ha. Còn thằng Etin Epic 250 á thì nó sẽ công tắc đơn nha. Con này công tắc đôi ha, đóng kéo e này, tắt máy này, gạt xuống ha. Kéo e này. Máy này ha, đó công tắc đôi. Đó, côn thì bên này ha. Con này thì sở sân tặng kèm nó là sở sân bước xích 325 nha anh em, bước xích 325, sân chung bước xích 325 á. Đó. Rồi thì phía dưới này thì nó có cái tim đó, như lúc đầu anh em thì thấy nói cho anh em rồi đó. Chỗ này là cái chỗ để chỉnh tăng giảm cái lượng nhớt buộc chân lam sơn nha. Rồi, con bô này ha. Em thấy bô con này rất là cứng cáp nha. Tuy là nằm ở phân khúc hàng trung nhưng mà bô nó nhìn cực kỳ cứng cáp luôn đấy ha. Hai bốn ốc này ha. Hai ốc này bắt ra lồng đền. À, bắt vào cái bát và cái bát này bắt vào cái bô rất là cứng cáp và cái lỗ bô trên này. Đó. Và cái bô con này á thì thấy nó có một cái điểm vào đây. Đây, để thì mở ra cho anh em xem. Thì thấy nhiều anh em mình mua về thì cũng đúng thôi, bởi vì cái này theo tiêu chuẩn của nước ngoài anh em, nó phải có cái miếng rá này để nó kiểu như là nó giảm độ ồn đây à, đây anh em thấy cái miếng rá này không à, tiêu chuẩn nước ngoài thì nó có cái miếng rá này để nó giảm độ ồn và nó khả năng là nó giảm khí thải à. Nhưng về Việt Nam mình thì thấy đa số anh em thì mở ốc ra và rút cái miếng này ra vứt để cho nó thoáng máy hơn đi à, mình cưa nó thoải mái hơn ấy. Đó à, cái tông 45 ly đây cái giảm áp luôn nha anh em ha. Còn giảm áp thì con Etin á nó có một con mà để cạnh tranh trực tiếp với lại con 353 này nè, là con Etin MX260 ha. Con đó thì giá nó cũng gần 10 triệu anh em ha. Con đó cũng gọi là 1910 với con 353 đó ha. Đó anh em thấy ha, máy rất là đẹp ha. Đó. Nhỏ gọn cực kỳ luôn. Đây, chế trong này ha, chế trong này à, đúng, anh em kêu xem cái chế con này nó lại không có cái hãng hiệu gì hết. Thì cái này cái chế nó lắp nó kiểu như lộn ngược với 365 anh em ha. 365 thì nó lắp cái đầu phía kia lên trên này thì nó có nhãn hiệu luôn, còn cái này thì nó lắp cái đít lên trên anh, nên em không có nhãn hiệu, thật ra nhãn hiệu nó ở phía dưới nha ha. Mình mới chính hãng thì anh em cũng không cần lo lắm về hàng giá dễ hàng nhái gì đâu ha. À, thì cái này thì cái video này thì cũng ngắn để quay cho anh em mình tham khảo về máy thôi nhé. Còn anh em nào mà thật sự quan tâm về máy thì liên hệ với số điện thoại của Thiện dưới mấy góc hình nha, chứ giá cả hiện tại nó dao động rất là nhiều anh em ha. Có thể hơi tuần này giá khác, tuần sau giá khác, thì Thiền không có thể làm mà báo giá trực tiếp hoặc là báo giá dưới video được, bởi vì ví dụ hôm nay Thiền báo giá cho anh em là 8 triệu chẳng hạn đi, đúng không, thì qua tuần nữa nó lên 8,3 triệu thì anh em là quay lại kiểu ủ mới 8 triệu mà sao kỳ vậy ha. Nên anh em là thực sự cần thiết thì anh em liên hệ với Thiền ha, qua số điện thoại của Thiền dưới góc hình này thì Thiền sẽ báo giá trực tiếp cho anh em ha, và đúng thời điểm cho anh em ha. Chứ còn mà bình luận ở dưới thì Thiền xin phép là không trả lời ha.
Rồi anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ với số điện thoại của mình để tiền nha, hoặc là để lại số điện thoại của anh em dưới phần bình luận thì sẽ gọi điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về con máy cưa cái tin con máy cưa Husqvarna 353 này cho anh em biết thêm thông tin nha anh em. Anh em xin video cho Thiện một like, một đăng ký, đồng thời bấm cái chuông bên cạnh nữa để mỗi lần mà Thiện ra video mới á, anh em thể biết và xem tham khảo nhiều hơn. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video, hẹn tất cả anh em video tiếp theo.